Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Thì mình đã đứng top 1 cái cuộc đua Heroic cho anh em ạ. Và mình đã nhận được phần quà, đó chính là cái con rồng cực kỳ ngon. Con rồng Heroic lần này nó rất là đẹp. Và chúng ta cùng xem nó như thế nào ta nhá. Thì mình sẽ vào trong này để xem tất cả các rồng Heroic hiện tại đang có của mình. Đấy. Độ hiếm là Heroic. Đấy, cho sẽ kéo xuống dưới. Tít tít xuống dưới. Đây, tôi có quả trứng con này rồi. Hai camouflage còn rất là đẹp luôn. Rồi, chúng ta sẽ vào trong cái phần ấp trứng ở bên này. Nói chung cuộc đua nó cũng khá là dễ dàng, nó cũng không phải là quá khó khăn đối với mình. Ấn vào store nhá, chúng ta sẽ ấn vào trong Dragon 2GH. Đấy. Đây là quả trứng hai camouflage, có hai fighter và hai Eternal. Eternal rất là lâu rồi. Còn rất lâu rồi anh em ạ, 14 game. Rồi, chúng ta sẽ cho vào một cái môi trường mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Đó chính là môi trường hệ lửa. Con này khá là đẹp, phải nói là khá là đẹp. Chúng ta sẽ cho nó ăn lên nhá. Cho ăn để nó tiến hóa lên ha. Đấy, hai camouflage. Đây là dạng 1 của nó này anh em. Và tiến nó sẽ tiến hóa lên dạng cuối cùng, nhìn trông nó rất là chất lượng luôn đấy. 6 này, 7 này, 8 này. Chúng ta sẽ cho lên ít nhất là phải level 30 trở lên nha anh em. Chúng ta có thêm một cái vài cái nhiệm vụ phụ nhỏ nhỏ tiếp tục để mình làm. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18. Mình hiện tại đã có 18 rồi anh em ạ. 21. Rồi, chúng ta cho lên nhá. Năm này. Anh em muốn đặt tên con này là gì thì hãy comment xuống dưới nhá. 30 anh em ơi. Rồi, chúng ta đã xong. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào game nha anh em. Mình ở đây mình sẽ làm cái gì nữa? Mình đang lấy cái coin à. Có cái sự kiện leo tháp để lấy con rồng này, không biết là lên có lên ở nổi đỉnh tháp hay không ấy. Thật sự là hơi khó khăn đối cho mình anh em ạ. Ở đây nó có một cái hòm có con flash và con rồng titan này, đẹp dã man luôn anh em ạ. Trên đỉnh cũng có một con rồng rất đẹp. Không biết nên lấy kiểu gì đây. Trên rồng là con phượng hoàng. Trên rồng trên đỉnh là con phượng hoàng anh em ạ. Không biết là lên đỉnh được đỉnh không nhỉ. Cái này thì cũng hơi khó đối với mình. Không biết là liệu rằng có lên được đỉnh hay không. Và nó chỉ còn có 3 ngày thôi. Mình nghĩ đây hơi khó. Úi xời, được có toàn một điểm này thì. Tất nhiên con Flash là con gì? Flash Dragon là con rồng Titan đúng không? Attack on Titan. Cái này là cái gì? Cutting Ship. Lại đổi rồi anh em ạ, lại đổi quá rồi. Cutting Ship. Mình đang có hai cái Cutting Ship. Và mình hoàn toàn có thể đổi được con High Sweeper. Hai gì? Hai Sweeper. Con này ấy. Đổi được cái mảnh thôi. Hình như là mảnh con hai Whisper. Một mảnh. Ok. Rồi, dưới này thì sẽ đổi được một con rồng là Hexer Vampire. Ồ. Nói chung là lấy hòm và lấy mảnh con kia là được. Đừng có lên đỉnh nữa. Lên đỉnh làm gì? Lấy cái hòm đấy rất là ngon luôn. Hexer Vampire. Ở phía này cũng sẽ là Hexer Vampire. Con vampire đấy ngon đấy anh em ơi. Vampire. Vampire nhưng mà không cần bọn này. Hexer, mình có một con mới này. Hexer Vampire. Chắc là mình sẽ cố gắng hết sức để lấy con Hexer Vampire nha anh em. Và đây nó có thêm cả cái ship, cái hòm ship nữa. Chúng ta rồi, tôi đã biết cách thì tôi đấy rồi. Nhưng mà mình muốn review cái con camouflage cho anh em xem thì tí một tí xem nha. Heroic Combat cái này không cần đánh. Không cần đánh đâu tại vì nó cũng không lên được sao anh em. Hai. Ok, camouflage. Đấy, yeah. Mình còn chưa đặt tên cho con này cơ. Anh em nào muốn đặt tên nó là gì thì hãy comment ý kiến xuống dưới nhá. Mình sẽ đặt tên theo ý kiến của anh em. Xong. Xong ngay, đập phát bay màu ngay, đỡ nào được. Lip Blast này, đấy. Rồi, rất nhiều máu. 15.820 mấy máu kìa, tấn công luôn.
Một đòn thôi nó sẽ bay màu. Một đòn thôi, con này có chiêu lá anh em ạ. Nó có hệ lá đầu tiên anh em ạ. Như kiểu là như kiểu là mấy con thần rừng các thứ ấy. Rất giống luôn. Rất là giống luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục anh em nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ở bên này thì mình sẽ này chúng ta sẽ có cái gì, mình sẽ đi cái này đi. Mình đã review cho anh em xong con kia rồi. Chúng ta sẽ đi lấy hòm để lấy con fresh. Không biết thì như con này mình có rồi. Con gì? Fless. Không biết đã có chưa ấy, thật sự là toàn được một điểm đấy. Toàn được một điểm đấy anh em. Khá đen. Fless Dragon. Fless có rồi. À chưa có anh em ạ. Ngân đang dán bán giá 330 game thôi. Có thể lấy được. Ok. Lấy mảnh thôi, chắc là không lấy được nó đâu. Nhờ, mình đoán là mình không lấy được đâu. Ôi sao toàn được một điểm nhỉ? Cho lấy hết tất cả cái hòm nhé. Cái hòm để đổi ra con rồng ấy. Lấy hết tất cả hòm để đổi ra con rồng. Holy shit. Để đổi ra con Titan. À con Vampire anh em. Giờ này game tặng khá nhiều anh em. Không cần phải nạp đâu. Anh em cứ đợi. Dần dần là họ sẽ tặng hết cho chúng ta mà. Không biết ăn cái gì mà đen thế nhỉ? Không biết ăn thế ăn cái gì mà đen thật sự luôn anh em. Đen dã man. 3 điểm ok. 1, 2, 3. Rồi. Mở ra nào. Vừng ơi mở ra nào anh em. Rồi ok. Chúng ta sẽ được Meteos. Con rồng thiên thạch. Thiên thạch ngoài vũ trụ. Rồi tôi sẽ lấy cái này luôn. 30 off đi. Trời ơi, 5 off. Đúng là cuộc đời có 5 off thì nói làm gì? Dạ. 5 off thì nó không ăn thua. Chắc chắn nó không ăn thua với mình rồi. 5 off thì quá yếu. Quá ít đấy chứ. Lấy cái hòm này luôn cho tôi. 3 điểm, yes sir. Đi lấy một vài thứ đấy. Đã thích lấy cái này để đổi ra con Vampire anh em ạ. Vampire nhìn trông khá đẹp, mà khá là nhìn trông khá là hay. Stop. Úi dồi ôi, sao có một vậy? Thôi được, đằng nào thì mình cũng sẽ lấy được thôi. Anh em yên tâm rồi thế. Đừng lo lắng ha. 25. Đấy, được 2 điểm này anh em. Tap open. Rồi, chúng ta sẽ có hai con counting ship anh em nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Úi dù, xa lắm. Xa dã man luôn anh em. Xa kinh hoàng. 1, 2, 3. Rồi, tiếp tục đi vòng vòng vèo xuống dưới nhé. Nó sẽ là có một điểm nhỉ. Open Granite Dragon. Tiếp tục open. Ôi sao toàn được 1 đến 2 điểm nhỉ anh em. Nó khá là buồn à. Bây giờ mình đặt ít nhất là phải 20 cái á. Nhưng mà nó có cơ hội thôi anh em ạ, không phải chắc chắn đấy nhá. Cái này nó khá là buồn cười một xíu. Nó có cơ hội thôi. Any 1. Mình nghĩ mình dễ vào cái này lắm anh này. Ở dưới thì sao? 30. Vẫn là tỷ lệ, nói chung là cái tỷ lệ nó rất là khốn kiếp à. Nó vẫn là cái này này. Trời ơi, thế thì nói là thèm chó nhỉ. 60 cái, 80 cái, 80 cái thì được luôn con. Nói chung là tỷ lệ khó lắm. Titan, một quả trứng Titan đẹp. Nói chung là tỷ lệ khó dã man luôn anh em ạ. Lấy thì cứ lấy rồi chứ cũng không có ý kiến gì cả. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Test cho anh em mới rồi.